luận nói rằng hơn nữa 6 căn thanh tịnh có nghĩa là ở trong mỗi căn đều có đủ cả thấy sắc, nghe thanh, biết hương, vị xúc, vân vân, vì các căn hữu dụng. Mắt thấy thì có thể ngửi thấy mùi thơm, có thể biết được như trong kinh nói, do ngửi thấy mùi mà biết thích đề hoàn nhân ở trên điện đẹp, năm dục vui sướng ngồi ở trên điện. Xác ứng với mắt thấy mà mũi có thể biết được, cho đến thuyết pháp ngửi mùi thơm mà biết, đó là trí cảnh tị căn biết. Thuyết pháp ứng với cái biết của trí dùng tị căn biết, nghĩa này có hai: một, chỉ ở thập địa thì các căn mới hữu dụng. Duy thức luận vân vân nói rằng đắc vị tự tại thì các căn hữu dụng. Một căn khởi biết duyên vào mọi cảnh, cho nên chẳng phải là địa tiền mà có thể gọi là tự tại các căn hữu dụng được. Điều mà trước đây nói là nhìn thấy nghe thấy đại thiên là chung cho cả địa tiền vị. Sở địa trở lên thấy trong thế giới, vì chẳng phải chỉ là tam thiên. Thêm nữa, trên sở địa thực ra thấy được 100 tam thiên đại thiên. Căn cứ vào cõi của một hóa Phật mà tạm nói là thấy được đại thiên, về lý không sai. Hai, các căn hữu dụng đắc đại tự tại chỉ tại thập địa. Duy thức luận vân vân giải thích như vậy. Nếu gia hạnh lực phần cũng được thì địa tiền cũng được, cho nên bản luận nói địa tiền mà đắc thì đắc tại phàm phu vị, vì cho thông với hữu dụng ở dưới. Địa tiền phàm phu đắc địa tiền công đức, nay trên sơ địa các căn hữu dụng, cho nên chẳng phải địa tiền có hữu dụng. Kinh văn: thiện nam tử này tới thấy hết biết hết. Tán rằng đây là đoạn thứ 3 thuyết minh riêng về tác dụng thủ thắng của 6 căn. Đây là phần trưởng hàng nói về nhãn căn có 3 ý. Một, mắt thịt chẳng phải thần thông mà đều biết cả. Hai, tầm nhìn thấy gần hay xa. Ba, thấy nghiệp báo. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới sức mắt thịt như vậy. Tán rằng đây là 5 tụng chia làm 4 phần. Một tụng dặn phải lắng nghe. Hai, một tụng về số. Ba, hai tụng về gần xa. Bốn, một tụng về chúng sinh và kết. Tiểu giáo tức tiểu thừa giáo nói rằng thiên nhãn của nhị thừa thấy được đại thiên, nay nói mắt phàm phu nhờ lực trì kinh này mà thấy được đại thiên. Bồ Tát sơ địa thấy được 100 đại thiên thế giới, 6 căn công đức nhiều ít khác nhau, nhưng cảnh giới sở đắc là đại thiên không khác. Tu nhân có hơn có kém, quả đức chẳng giống như nhau, thức dụng chẳng có sai biệt, đại thiên đều bằng như nhau. Thêm nữa, đức là thành tựu bên trong, do nhân mà tăng giảm. Cảnh là cõi của một hóa Phật, chỉ có ở bên ngoài nên lượng giống nhau, chỉ như nhị thừa chấp một bên, cho nên mới có nhị thiên tam thiên, điều mà hàng túc mệnh thiên nhãn biết được về quá khứ và vị lai đều được 8 vạn kiếp. Lại như sơ địa thiên nhãn thấy được 100 đại thiên hơn hẳn nhị thừa, nhưng túc mệnh sinh tử chỉ biết trăm kiếp, kém hẳn nhị thừa, chẳng thể nhất loạt như nhau. Kinh văn: lại nữa thường tinh tiến tới mà chẳng hoại nhĩ căn. Tán rằng đây là nhĩ căn trường hàng có 4: một, lượng; hai, cảnh giới; ba, sở văn sai biệt, kết quả nghe được khác nhau. 4, kết thắng kết luận về tính thắng trội sai biệt có 7 loại. 1, 12 tạp khởi thanh. 2, 12 lục đối thanh. 3, 8 bát bộ thanh. 4, 3 tam tai thanh. 5, tam ác thú thanh. 6, nhị xuất gia thanh. 7, tứ thánh nhân thanh. Bồ Tát Địa Luận nói: Bồ Tát tu lâu tại thắng giải hành vị mà chưa chứng nghiệm, chú thuật dùng đều hiệu nghiệm, cho nên 6 căn thanh tịnh ắt tại địa tiền phàm phu thượng vị, chẳng phải là ở hạ trung vị. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới âm thanh cõi tam thiên. Tán rằng đây là 18 tụng chia làm 3 phần. Một tụng đầu nêu lên, 14 tụng sau tụng về phần nói trên, 3 tụng cuối kết luận về sự thắng trội, đây là phần đầu. Kinh văn: tiếng voi ngựa xe trâu tới thầy đều nghe được cả. Tán rằng đây là phần 2 tụng về phần trên cùng 14 tụng chia làm 4 mục. Đầu tiên là 8 tụng tụng về âm thanh của dục giới, thứ đến 1 tụng rưỡi tụng về âm thanh ở sắc giới, thứ nữa 1 tụng rưỡi tụng về âm thanh xuất gia, cuối cùng là 3 tụng tụng về âm thanh của hiền thánh trong 10 phương thế giới. Tiếng chim muông gọi nhau. 10 phương thế giới ở đây là cõi 10 phương của tứ thiên hạ trong 1 tam thiên giới, chứ chẳng phải là số đại thiên giới trong 10 phương. Thêm nữa, đất tam thiên đó là nhĩ căn phàm phu, đây là thập địa cho đến Phật vị. Cho nên đắc thập phương cũng chẳng trái ngược nhau. Kinh văn tam thiên đại thiên giới tới công đức đã như vậy. Tám rằng đây là kết luận về sự thắng trội. Kinh văn lại nữa thường tinh tiến tới đủ các loại hương. Tám rằng đây là tị căn, trưởng hàng có 4 phần. 1. Đức lượng, 2. Cảnh lượng, 3. Sai biệt, 4. Kết thành. Đây là 2 phần đầu. Trên dưới đã xa thì làm sao mà có thể biết được? Nếu căn xa cảnh thì cái biết chẳng tới cảnh để biết được, hoại căn chẳng hoại cảnh. Nếu cái biết tới được cảnh để biết, há chẳng phải mọi mùi hương đều tới căn được ư? Luận rằng đó là vì trí cảnh tị căn biết, định trí từ xa mà biết, vì y vào tị căn mà biết, cho nên gọi là người thấy mùi hương, chứ chẳng phải là cái mũi thực sự gặp được cảnh mà biết. Thêm nữa, các căn hữu dụng mũi còn thấy được sắc, huống hồ còn y vào trí của mắt, của tai mà chẳng biết được hương của cả đại thiên ư. Được thứ giả tựa như hương, chứ chẳng phải là được thực thể. Vì nếu liền cảnh mà biết được cái thể thì làm hoại tính của cảnh. Kinh văn hương hoa tu mạng na tới ghi nhớ chẳng sai. Tán rằng đây là 2 phần. Phần thứ 3 sai biệt, phần thứ 4 kết thành. Đó là đoạn từ tuy ngửi thấy mùi hương này trở xuống. Sai biệt có 2, 1 phàm 2 thánh, trong phàm lại có 2. A dục giới, B sắc giới, dục giới lại có 2. 1 phi thiên, 2 thiên, phi thiên có 2, cảnh vật sinh thân. Thiên cũng có 2, cảnh vật thiên thân. Sắc giới vì sao lại có hương? Đây là thông quả hương, chẳng phải là nghiệp quả. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tị căn của Bồ Tát người thấy hương của cung điện vô sắc giới. Đây là căn cứ vào sự hình thể dựa theo cái do thông lực biến thành, còn đó thì căn cứ vào sự hình thể tương tự cái do định lực biến thành, cho nên chẳng trái gì nhau. Song Du Già nói phải nên biết rằng thắng định quả sắc chỉ có tướng hiển sắc vân vân, vì sinh nhân của hương đó thiếu lại vô dụng, cho nên đương nhỏ vào sắc giới. Vì bản chất của định nếu biến hóa ra định cảnh thì không hương vị, phải dựa vào dục cảnh mới có. Thêm nữa, nếu gia hành tâm kém, sinh nhân thiếu thì không có. Nếu gia hành tâm mạnh, sinh nhân có thì có. Bồ Tát có, nhị thừa không, thánh nhân có, phàm phu không, đệ tử Phật có, bọn ngoại đạo không, vì yếu kém vậy. Song Du Giả cũng nói thắng định quả sắc đối với mọi sắc đều được tự tại, cho nên biết định quả thông biến hết thảy. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới được tướng mũi này trước. Tán rằng dưới đây là 30 tục được chia làm 3 phần. 1 tục nêu lên, 28 tục tụng về phần trên, 1 tục kết. Trong 28 tụng về phần trên lại chia làm 2. A. 23 tụng đầu tụng về phàm hương. B. 5 tụng cuối tụng về thánh hương. Phàm hương lại có 2. 21 tụng tụng dục giới hương. 2 tụng tụng sắc giới hương. Dục giới chia làm 2 phần. Phần đầu gồm 7 tụng thuyết minh sơ qua về hương của người trời. Phần sau gồm 14 tụng thuyết minh kỹ về hương của người trời. Phần đầu này lại có 2. A. 5 tụng lược tụng về hương của cảnh vật và hương của chúng sinh trong cõi trời. B. 2 tụng lược tụng về hương của chúng sinh và hương của cảnh vật trong cõi trời. Trong 14 tụng thuyết minh rộng về hương chia làm 2 phần. 9 tụng đầu tụng về hương trong cõi người, 5 tụng sau tụng về hương trong cõi trời. Trong cõi người có 3. A. 2 tụng đầu hương cảnh vật. B. 5 tụng sau hương chúng sinh. C. 2 tụng cuối hương phục tàng. Trong 5 tụng về hương chúng sinh, 2 tụng đầu nói về hiện sinh hương, 3 tụng sau tụng về ẩn sinh hương. 5 tụng tụng về hương trong cõi trời chia làm 4. 1 tụng về hoa, 2 tụng về cung, 3 tụng về trời, 4 tụng về vui đùa hí. Trong 5 tụng về thánh hương chia làm 4 phần. A. 2 tụng tỷ kheo, B. 1 tụng Bồ Tát, C. 1 tụng Phật, D. 1 tụng chúng sinh. Kinh văn thứ nữa thường tinh tiến tới không thứ gì không ngon. Tán rằng đây là thiệt căn, trường hàng có 3. 1. Đức lượng, 2. Căn dụng, tác dụng của thiệt căn, 3. Thiệt cụ dụng, tác dụng cụ thể của lưỡi. Đây là hai phần đầu. Đây không có cảnh lượng, cớ sao chẳng giống tị căn có thể biết được tam thiên. Đã chẳng thể biết, cớ sao công đức lại thành 1200. Thiệt căn lẽ ra cũng phải được nếm mùi vị của tam thiên giới, chỉ vì tụng văn nói về thiệt cụ dụng. Người nói kinh pháp đó, nếu muốn dùng diệu âm khắp cả cõi tam thiên, tùy ý đều đến được. Cho nên chẳng thuyết về việc nếm vị hương lìa chất thì có thể có, vị lìa chất thì sẽ là không. Cho nên chẳng thuyết về nếm được vị của tam thiên giới. Trong kinh cũng nói Phật có tị thiệt thông, lực thần thông của mũi lưỡi còn hơn cả nhãn nhĩ kinh văn. Nếu dùng thiệt căn tới pháp âm thâm diệu, tán rằng dưới đây là thiệt cụ dùng chia làm 5 mục. 1. Khéo thuyết pháp. 2. Nhiều chúng tới nghe. 3. Được cúng giảng. 4. Gần hiền thánh. 5. Ủng hộ thuyết pháp. Mục nhiều chúng tới nghe có 3: A. Trời, B. Rồng, vân vân. C. Tứ chúng tới nghe. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới hoặc có lúc hiện thân. Tán rằng dưới là 5 tụng rưỡi chia làm 2: một tụng đầu nói về thiệt căn dụng, các tụng còn lại tụng về thiệt cụ dụng. Thiệt cụ dụng chia làm 4 mục. A. Một tụng rưỡi khéo thuyết pháp. B. 3 tụng chúng tới nghe. C. Một tụng cúng giảng. D. 2 tụng hiển thánh ủng hộ. Kinh văn lại nữa thường tinh tiến tới hiện sắc tướng của mình. Tán rằng đây là thân căn. Văn trường hàng có 4: 1. Đức lượng. 2. Hỷ kiến thích thấy. 3. Cảnh lượng. 4. Sai biệt. Sai biệt có 3: A. Khí giới. B. Thượng hạ. C. Hiển thánh. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới hết thảy hiện ở trong. Tán rằng đây là 7 tụng rưỡi chia làm 5 phần: 1. Một tụng hỷ kiến. 2. Một tụng rưỡi độc kiến. 3. Một tụng rưỡi cảnh lượng. 4. 2 tụng rưỡi sai biệt. 5. Một tụng kết thắng. Sai biệt có 2: A. Một tụng rưỡi cảnh. B. Một tụng hiển thánh. Kinh văn lại nữa thường tinh tiến tới điều đã nói ở trong kinh. Tán rằng đây là ý căn. Văn trường hàng có 7: 1. Đức lượng. 2. Xa rộng. 3. Vô cùng. 4. Thuận lý. 5. Cảnh lượng. 6. Hiền thắng. 7. Chân thực. Trong cái vô cùng thì 1 tháng, 4 tháng vân vân là tạm nêu các phần đều nhau của thời gian 5 tháng. Trong cái sai biệt thì sở hành của tâm là cảnh giới sở thủ. Tâm sở động tác là hành tướng của tam tính. Tâm sở hí luận là ngôn thuyết phân biệt tính của các pháp, hoặc là thân ngữ ý, cứ theo thứ tự mà phối hợp. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới nhất thời đều biết hết. Tán rằng dưới đây là 11 tụng chia làm 5 phần. Đây có 3 phần: một tụng rưỡi đầu tụng về xa rộng, nửa tụng tụng về vô cùng, 2 tụng tụng về sai biệt. Kinh văn 10 phương vô số Phật tới trước đám đông không sợ. Tán rằng đây là phần thứ tư, có 4 tụng tụng về chân thực chia làm 4: 1. Một tụng năng trì. 2. Một tụng chẳng quên. 3. Một tụng như thuyết. 4. Một tụng vô ý không sợ. Kinh văn người chỉ kinh Pháp Hoa tới vì chỉ kinh Pháp Hoa. Tán rằng đây là phần thứ 5, có 3 tụng tụng về hiển thắng, thể hiện sự thắng diệu, chia làm 3: 1. Một tụng hiển thắng. 2. Một tụng hỷ kiến. 3. Một tụng khéo thuyết. Sợ rằng văn rườm rà nên chỉ phân tích những nét lớn khác với trường hàng. Cứ phối hợp với trường hàng mà đọc thì sẽ hiểu hết.